Cả nhà thấy kinh khủng không? Nóng nóng kinh khủng khiếp luôn cả nhà. Cởi luôn cả áo ra đây cả nhà, ướt hết áo luôn, mồ hôi ướt hết đẫm áo luôn. Cởi áo ra luôn, che dữ lại nha cả nhà. Nóng quá chịu không nổi luôn cả nhà nè, cả nhà nhìn mấy cái bóng cây nè. Nó không có một tí rung rinh gì luôn, tức là không có một làn gió nào luôn đó cả nhà. Đây là cả nhà, 11 giờ 15 phút ngày 5 tháng 9 chính thức bão đã ập vào nha cả nhà. Cơn bão này là siêu bão nha cả nhà, không đơn giản đâu nha. Chớp nhoáng cả đó đó cả nhà. Mới dạo đầu thôi, mai vô như thế nào cả nhà mới nắm bắt được nha. Về quê đang làm ốc ác để chiến đấu với bố vợ cả nhà. Đấy, chiều nay là bố vợ căng lắm, là nấu rượu chỉ có tiếp thằng rể thôi. Đây không có gì quay quay cho cả nhà chơi vui nha, tạm dừng công việc thiện nguyện, đau đầu quá. Đang làm ốc hấp xả, bây giờ đi ra ruộng quay đi gặt lúa nha cả nhà. Khế đây, tí về quay mấy con lợn ngoại cho cả nhà xem. Không có cái chương trình gì quay cho nên là cả nhà thông cảm nha. Đây là chú rể mai mốt là nó cưới này, thì đám cưới quay luôn cho cả nhà lên clip luôn nha. Về đây một tuần là ra được đúng một clip rồi đó. Cả nhà cố gắng like chia sẻ mạnh lên. Tí là về quay ngan gà ngỗng vịt cho đây tùm lum mà ra. Về đây mà khi mà con rể quý mà đi là gọi như là còn lông không nha cả nhà. Đó. Chồng chỉ chủ yếu là để nuôi chủ yếu là để tiếp mấy cái thằng rể quý ở trong miền Nam ra. Đây quê hương Thanh Hóa của người ta đây. Bây giờ chúng ta sẽ ra ruộng coi bà con cắt lúa như thế nào nhá. Quay cho cả nhà thấy khung cảnh quê hương Thanh Hóa của người ta này. Đẹp cả nhà, chính vàng đấy. Công nhận là ngoài đây có nhiều bưởi đó cả nhà. Bà quên không có mang cái Playcam đi để quay cho cả nhà xem chứ cho nó bay lên trời mới đẹp được cả nhà. Chứ này đi không có đi xe riêng nên là không có mang theo. Chung quê hương Thanh Hóa thì cũng giống giống như thế là ở Nghệ An với Hà Tĩnh đó cả nhà. Nó tựa tựa như vậy. Sau cái những cái ngày mà chơi như thế này là đến cái ngày tổ chức đám cưới của thằng em thì ta sẽ quay đám cưới Thanh Hóa nó hoành tráng như thế nào để cho cả nhà nắm bắt nhá. Mát không cả nhà. Bão số 3 đang chuẩn bị ập vô không biết là như thế nào đâu cả nhà nhá. Nếu như mà bay tôn, bay nóc, bay đồ gì thì ta sẽ quay cho cả nhà.
máy chưa lên à? Rồi đây, gạch bằng máy à? Đây, cả nhà thấy không? Đây là cống bù. Có ai quê hương có giống như quê hương của Lực Tràng không? Đang đến mùa gạch là lúa chín vàng hết rồi. Cậu này nó sẽ dẫn Lực Tràng đi ra đúng đường ruộng luôn nha cả nhà. Lâu lắm nó không làm vlog cái kiểu này. Mà đi cứu người không cho nên là nó hơi đau đầu cả nhà. Vụ việc có Cân Nhi với An Khang thì cả nhà coi thì cũng phải nói đến là rất là bức xúc nhưng đúng không ạ? Nhưng mà thôi, mọi chuyện thì tùy duyên. Có duyên thì chúng ta giúp, mà không duyên thì coi như là số mệnh nó an bài được cả nhà nha. Thì cũng hết sức thông cảm khi mà Lực Tràng là mạnh tay với những cái người mà không biết trân quý lấy những cái gì tốt đẹp mà Lực Tràng đã dành cho. Thì bây giờ là số phận của An Khang nó khổ như vậy rồi thì phải chấp nhận thôi nha cả nhà. Chứ Lực Tràng mà giúp An Khang được con mẹ nó như vậy rồi mai mốt ra thêm thằng Thịnh Vượng nữa là coi như là đứt luôn nha cả nhà. Đó, An Khang là ra Thịnh Vượng. Ui cả những cái họng này mà cá thì chắc là hơi nhiều đấy. Cá với chuột ở ngoài đây rất nhiều nha cả nhà. Con nào làm cái clip đi bắt chuột cho cả nhà coi nha. À, máy của bà con đang cắt đây. Ôi dài ra đây mà bắt chuột thì có khi nhiều ấy nhỉ. Dạ đúng rồi, đứng lên máy, đi leo lên máy nè. Đây, chúng ta sẽ ra đó luôn nha. Coi bà con gặt lúa ở đây như thế nào nha. Về đây nạp năng lượng với bố vợ nhiều quá nên tay chân nó run hết cả nhà. Nó run hết chân, hết tay, cầm cái máy quay nó lắc. Chiều ra đây mát lắm cả nhà ơi. Yên bình. Lúa vàng ươm này. Hello anh. Dạ. Thường thì người ta sẽ giữ lại cái rơm này cả nhà để người ta cho trâu cho bò ăn. Rơm này. Cộng đồng để chở lúa về đây. Về mới sáng này. Được nhiều không? Đấy, đây là sống cả năm rồi. Đây là nông cống nha cả nhà, đừng mua nông cống sống mọi nơi là đây này, lúa đây, lúa nông cống đây này. Đó. Ai mà ở đây thì nhìn vô hình ảnh là nhớ quê hương là mà về đi nha. Chỗ máy này nó gặp này chơi hiện đại tiên tiến rồi cả nhà. Một cái ruộng này thì cắt trong vòng chắc 30 phút là xong chứ đâu. Không thấy chuột, không thấy chuột chạy cả nhà. Quá vất vả. À, lúa về xong rồi đây. Đấy. Mùa gặt của quê hương đây. Anh về lâu chưa được? Về sáng nay. Lâu lâu có cái đám cưới thằng cậu.
cũng năng suất đấy chứ. Cái máy hoành tráng phết chứ nhỉ. Đây, cái máy cắt lúa đây cả nhà này. Quay để nói quay mà thú nuôi năng gì chỉ có đi bắt chuột thì mới có nhiều chiêu trò để nói, thì chứ đi cắt lúa như này thì cũng có gì đâu nói. Cá nào mang xong rồi hả chú, còn gạch đâu nữa không à, bao sâu hết cái làng này rồi ha. Về đúng mùa cắt lúa. Bừa nó ác ớm ấy chứ nhỉ. Bánh xích mà chạy thoải mái luôn. Người miền Tây ra lái năm chưa lái được à? Chà, chạy phêu cả nhà. Quá dã man. Có hết cái đám mình đó đó. Cả nhà thấy đồng lúa rộng không? Quá rộng luôn. Đứng đây mà cá nó chạy róc rách ở dưới đây này cả nhà. Đó. Thấy không? Ôi trời, cá nhiều lắm. Đấy. Ruộng này là cũng gặt được rồi đây nè. Đang xanh thì chín lắm. Rồi, quay bấy nhiêu đó thôi. Tối rồi, bây giờ phải về chiến đấu với bố vợ nha cả nhà. À, đây là cái nhà của ông chú rể đây cả nhà này. À, cũng có một cái vườn rau. Nói chung là ngoài đây thì ai cũng trồng rau hết, cũng nuôi heo, nuôi này, nuôi kia đây. Bây giờ chiều lại cũng tối rồi đó cả nhà. Đây là nhà của thằng chú rể. Mai mốt sẽ ăn cưới ở đây. À, bữa nay cũng dựng rạp hết đây rồi nè, hoành tráng hết đây nè. À, rạp hoành tráng hết rồi. À, ca múa nhảy là ở đây nha cả nhà. Đi chiến rồi nè, chuẩn bị chiến đấu rồi nè. Sân nó hơi nhỏ cho nên là phải tổ chức ra ngoài đường.
cho lên YouTube đám cưới luôn nha. Fan cứng của Lực Tàng đang ngồi đó nè. Fan cứng đó. Bên đây là cái làng khác nha cả nhà, không phải cái làng. Đây là chỗ chụp hình chụp ảnh này. Măng nha cả nhà. Đây là chuồng gà nhà ông ngoại nha cả nhà. Ông nuôi gà rất là nhiều. Ở đây là cái bếp đây. Nhà thấy bếp ngày xưa. Gà này đã vô chuồng hết rồi. Ông có nuôi mấy con heo ngoài này. Ba con heo rất là bự luôn cả nhà. Yên bình lắm cả nhà ơi. Về đây thì lâu lâu mới về một lần, ông nuôi gà nuôi mèo này. Đây lợn này, lợn con lợn khủng bố luôn cả nhà. Lợn phải đến 2 tạ đó cả nhà. Tạ mấy 2 tạ. Ông nuôi 3 con. Ông còn chơi quạt cho nó nè cả nhà này. Quạt để mát này, để đẻ nha cả nhà. Ba con khủng khiếp luôn. Ồ. Đánh con. Đây con đang ăn. Đến giờ ăn của nó rồi. Thì ngoài quê thì chỉ có chăn nuôi rồi gà vịt đồ này kia vậy thôi đó cả nhà. Ở đây thì lấy củi rất khó cho nên là ông nấu rượu ông chất củi đây cả nhà để nấu rượu. Giờ tối rồi, bây giờ đến giờ ăn cơm đây cả nhà. Bữa nay quay nhà thằng em cọc chèo luôn đây cả nhà. Đây là những cái bẫy cá nha cả nhà. Bây giờ là nó sẽ dẫn được thằng đi quay cái bẫy cá này. Đặt cái bầy cá. Bữa nay đặt xong là 1-2 ngày là ra để thăm nha cả nhà. Coi có kết quả không nha. Đây. Đây gọi là cái lờ cá. Lờ cá. Ta xem cái nào rách hay không để bây giờ may lại. Ngày hôm nay nó có cái nghề là cũng bẫy cá đồ này kia. Ngoài quê thì phải làm thôi nha cả nhà. Cả nhà coi đừng nói là sát sinh nha. Nó còn bẫy cả chim nữa cả nhà. Đây. Chim nè. Một đàn chim con này nè cả nhà. Đấy. Đấy. Chim này là cung cấp cho những cái vựa chim cảnh đồ này kia đây cả nhà này. Đó. 20 ngàn một con này đó cả nhà. Bảy chim về đây đó. Trong đây là khoảng 150 con. Bùn chim. Mua đi bán lại hả? Không phải bẫy hả? Vậy là chỉ là bẫy cá thôi đúng không? Mua đi bán lại thôi. Đó chim phóng sinh đó phải không? Thích phóng sinh, bán phóng sinh luôn. Phóng sinh rồi nhà hàng rồi. Tôi cũng làm đủ thứ chuyện cả nhà. Đây là cái túi này là đây là những cái cây để cắm vô bùn này để mà đặt bẫy cá này cả nhà, lờ cá. Giờ đi ra ruộng để đặt nha cả nhà. Coi nó đặt kiểu gì. Nó còn phải vá mấy cái lưới nữa cả nhà, để cho nó vá lưới đi. Ở đây là bắt được cá này cả nhà, bự lắm. Cá gì đây, để đổ ra coi nha. Cá gì mà ta sẽ xử lý. Để ăn cá, ăn mắm thôi. Lóc. Chà, có con cá bự lắm cả nhà. Cá lươn nữa nè.
lươn cá lóc bự. Đặt đấy là được cá lóc đá không cả nhà, đúng cá đồng luôn. Thằng em này nó dẫn lực tàu mà vô trong cái nghĩa trang này cả nhà ơi. Mộ không là mộ đấy cả nhà này. À, đây là cái nghĩa địa nha cả nhà. Nghĩa địa ngoài đây nó xây đẹp ghê trời. Giống như thành phố Mao không? À. Đấy. Là đặt cái lờ cá là phải đặt ở cái khu vực này này cả nhà. Đấy, ít người chứ không có là người ta thấy người ta cũng lấy mất à. Đây đây có những cái ngôi mộ phải nó đẹp tuyệt vời cả nhà. Kiểu ngày xưa. Để coi nó đặt kiểu gì nữa cả nhà. Ngày hôm nay trời quá nóng cả nhà, lên 37 và 8 độ C đó cả nhà. 40 độ C, còn cây này là cây gì để ăn được không? Ô quá lạ nhỉ. Không ăn được đâu. Quá gì đây mà lạ vậy cả nhà. Quá nóng luôn, mồ hôi ướt hết người rồi cả nhà ơi. Đi đi giày đi tắt luôn đấy. Cầm theo này nè. Bỏ cái nón bảo hiểm đây luôn. Này nó, ôi chim ở đây hót nhiều thế. Cọ cái cả nhà. Họ chăn trâu, họ thả trâu ở trong này. Ăn trâu bò. Đó, đây kiếm được miếng ăn không phải đơn giản đâu nha cả nhà. Phê bếp tên là nhà. Người ta sẽ đi để ý coi có chỗ nào có cái cỏ mực không. Người ta sẽ hái ra mời về một ít nha cả nhà. À, là đặt xuống dưới đây là có cá vô đó ha. Để bữa sau, một hai bữa là ra đây kiểm tra lại nha cả nhà. Có khi nào bị mất chưa? Không sợ móm, chỉ sợ mất. Không sợ móm, tức là cỡ nào cũng có cá đó. Chỉ sợ mất thôi. Đánh vậy mà như người đi ăn trộm mà, sợ người ta nhìn thấy người ta lấy mất. Bỏ cái tai này vô, à, nước quấn lên đây là hắn nổi lên, à. Có không khí, cá vô không chết. Ủa, chứ không có mồi mè gì hết à? Không cần mồi. Để vậy là tự động nó vô thôi. Thế rồi anh. Sắp kia. Quan trọng là mình đặt cái chỗ môn. Nó phải đặt vào hang của nó à? Phải có mồi vô thì phần trăm trúng cao hơn nhỉ? Hả? Này mà đào ít trùn, ít ấy bỏ vô thì tuyệt vời rồi. À. Phải lội nước xuống. Cỏ ra rồi đặt nó xuống thôi, có gì đâu. Rè rè cái bèo lên thôi. Đó, xong một cái.
Tổng là bao nhiêu cái? Hai chục cái mà bị lấy mất 6 cái này, còn có 14 cái. Ừ. Lát đây lại hôm trước đang để lại một cái. Đây, xin chào cả nhà YouTube cũng như là fanpage luôn nha. Đang đang đi theo chân của một thợ săn vùng quê trên đi đặt cá. Cả nhà theo em theo dõi là khu vực này rất là yên lặng. Có bèo có bé mấy thợ kích chứ không vô được. À, là người ta đi kích rồi người ta thấy rồi người ta lấy ha. Sâu phết đấy chứ. Vô đây là rạp rạp rồi đó cả nhà. Khả năng rất là khó đi rồi đó. Cỏ này nó cứa cho thì cẳng dài nó nhìn thì không phát hiện ra là cẳng của lực tàng này nha cả nhà. Rau muống này cả nhà. Quá trời rau muống này. Rau muống ruộng đồng hoàng luôn này, có ai ăn đâu. Nha. Ngọn non rất là non luôn, non xanh luôn. Lục bình. Rau muống nhiều vậy mà người ta không hái nha. Này hái về bán được cái nào. Ngọn cỡ này cả mà nha, non non như thế này luôn. Hay là mình ở đây mình hái một ít để về tí xào ăn cả nhà. Đúng rồi, bây giờ ta sẽ hái một ít nha cả nhà nha. Đứng đây chờ nó, cho nó đi chứ mình đi theo nó không nổi rồi. Đứng đây hái rau. Quá nhiều đọt non nè cả nhà. Lúc là đầy ăn không hết. Ngày mai là đám cưới nha cả nhà. Mai đám cưới xong rồi bắt đầu là mốt mới đi thăm cái lờ này. Coi có thành quả nó như thế nào. Dân quê thì họ chỉ làm như vậy thôi, để sinh sống mưu sinh thôi. Kiếm cái ăn. Tìm cây quả mực về làm cho vợ nó uống nó bị nhiệt miệng đó cả nhà, mà bây giờ tìm không có luôn này. Đây chỗ nào có. Đây hái một lúc mà được một bó đây luôn cả nhà này. À, nhiều lắm nhưng được thằng chị hái bấy nhiêu đây, đủ ăn thôi nha cả nhà. Về xào với lại tỏi. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Ăn vậy thôi ha. Cả nhà thấy kinh khủng không? Nóng nóng kinh khủng khiếp luôn cả nhà. Cởi luôn cả áo ra đây cả nhà này. Ướt hết áo luôn, mà hồ ướt hết cả đầm áo luôn. Cởi áo ra luôn, chia dứ lại nha cả nhà. Đó. Lực tàng đang khỏa thân ở một cái nơi rất là lạ lùng, rất là im lặng nha cả nhà. Đó, được không? Mấy người lực tàng trắng cả nhà. Nóng quá chịu không nổi luôn cả nhà nè, cả nhà nhìn mấy cái bóng cây nè. Nó không có một tí rung rinh gì luôn, tức là không có một làn gió nào luôn đó cả nhà. Đứng im tĩnh lặng vậy đó. Mà bây giờ là 5 giờ hơn rồi đó nha cả nhà, 5 giờ chiều á. Mà nó nóng cỡ này luôn. Cả nhà thấy kìa, giờ một mình lực tàng đứng đây chờ thằng kia không biết đi đâu mất tiêu rồi cả nhà. Nghĩa địa này. Đó. Mình lực tàng đứng đây đang cởi trần này, nóng quá chục không nổi luôn cả nhà. Đi kiếm cái lá cỏ mực mà không có. Chơi khỏa thân thôi. À, ướt áo luôn mà còn đâu. Mồ hôi mà ướt áo luôn. Hai được ít trong muống nè. Ngon rồi cả nhà. Không đói nữa rồi. Thank you.
ra đi về, mai mốt sẽ quay lại đây để thăm nha cả nhà nhá. Ngồi đây mà chim kêu vượn hú như vậy đó, cả nhà thấy kìa, lớn quá, không sung sướng gì, không sướng bằng đi kiếm cạn dài nha cả nhà. Đâu nghe này, đâu muốn, mà kiếm được cái rau cái thuốc kia bên cả nhà. Nóng kinh khủng khiếp, đến giờ chắc đang 30-40 độ, không có lấy một tí gió nào. Đây cả nhà này, đám cưới là vô đúng cơn bão số 3 đang ập vô đây này cả nhà thấy không, mới có chớm ra đây nè, nhưng mà ngày hôm nay rất là nóng, nhưng mà sấm chớp đang đùng đùng trên trời này cả nhà. Vô là đúng ngày mùng 7 là dự kiến nó vô, mà mùng 8 đám cưới được cả nhà. Mùng 6 là ngày mai, ngày 1 là mưa dính luôn nè. Người ta quay đây là tối ngày mùng 5 nha cả nhà. Tối ngày mùng 5 mà trời sấm chớp cái này rồi nè. Ghê không? Cơn bão này là cơn bão rất là mạnh luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Kinh khủng không? Ngày đầu là ngày mùng 7, mùng 8 là 4 sân bay là đóng cửa hết. Lao thẳng vô Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội. Nói chung là khu vực phía Bắc là dính hết luôn nha cả nhà. Siêu bão rồi. Đấy, sấm chớp đùng đùng đùng. Cả nhà thấy gớm mặt không? Cơn bão này rất là nguy hiểm. Ngày hôm nay nóng lên đến 40 độ luôn cả nhà. Kinh khủng khiếp, mà chiều nay thì mới thấy sấm chớp này. Nhưng mà chưa thấy mây, chưa thấy mưa. Không biết tình hình là như thế nào. Để bão vô thì ta sẽ quay cập nhật cho cả nhà xem nhá. Hứng lần đầu tiên trong đời hứng cơn bão ập vô đất liền đây cả nhà. Dự kiến nó kéo dài đến ngày mùng 9, mùng 8, mùng 9. Ngày mùng 7 là vào đất liền hay sao cả nhà. Tối nay là tối mùng 5, ngày mai đám cưới. Trời mà nóng như thế này nó mới nguy hiểm này cả nhà. Nó nóng nực như thế này là nó đang cảnh báo một cái gì đó. Bão nó ập vô rồi. Quá khủng khiếp, cả nhà thấy nó chơi chớp nhoáng kinh không? Chớp liên hồi luôn, không ngừng luôn. Thiết rồi, cơn bão này căng rồi cả nhà. Trời ơi, nó nhoáng rồi cả nhà. Đường này chưa rãi nhựa này cả nhà. Nó mới đổ đá đi bụi. Ra kế hoạch ứng phó với bão hết rồi. Chớp vẹn ra ngoài ở Biển Đông xa lắm cả nhà, chưa có vô đâu. Mai bắt đầu mưa gió và bão bùng rồi sẽ quay cho cả nhà nha. Đây là cả nhà, 11 giờ 15 phút ngày mùng 5 tháng 9, chính thức bão đã ập vào nha cả nhà, cúp điện luôn rồi. Đó, gió đang thổi mầm ở đây rồi nè. Hôm nay ra đây nhân dịp quay luôn cho cả nhà thấy chính thức bão như thế nào nha. Trời ơi, ngày nay nó nóng. Bây giờ bão này mà vô rồi cả nhà. Mở cửa ra đường quay. Đấy, gió bắt đầu là thổi phấp phới rồi nha cả nhà. Ta sẽ quay cho cả nhà nắm bắt tình hình bão vô. Vừa nè. Đây, bắt đầu rồi cho cả nhà. Đấy, nó thổi đùng đùng, bây giờ nó cúp điện rồi đâu. Mở ra ngoài quay. Nhớ lại cái cảnh ngày xưa là càng đi săn bão rồi đây cả nhà. Tiết kiệm pin này, hết pin này. Biết ngay mà lúc nãy nó chớp nhoáng rồi, vì bây giờ nó mưa là đúng rồi. Hướng này cũng đông nha cả nhà. Gió bắt đầu vô á. Ngày này không có một tiếng gió luôn mà bây giờ nó nổi lên rồi. Tối nay là chắc khỏi ngủ rồi.
bão lớn lắm. Người ta vừa đọc tin tức bão xong, vừa đọc xong cái là gió nó thổi vô luôn cả nhà. Có cây dừa này là coi là biết rõ nhất. Tí nó thổi cho bay cây dừa này luôn. Là cây cau kìa. Mới bắt đầu chớm vô thôi. Nó nói là tối nay nó vô mà sáng ngày mai nó vô nữa. Có chân đám cưới thằng Tuấn không biết ngày mai như thế nào cả nhà. Từ tàng về Thanh Hóa đám cưới nha cả nhà. Đây. Lúc nãy nó chớp nhoáng quá trời. Bây giờ nó không chớp nữa mà nó thổi gió vô. Cơn bão này là siêu bão nha cả nhà. Không đơn giản đâu nha. Quay clip này sáng mai đăng cho cả nhà coi luôn. Bão vô chính thức vô này. Đấy. Đã thấy chưa? Đây là mới nhá hàng thôi. Cúp điện toàn bộ khu vực này rồi cả nhà. Cúp điện hết luôn rồi. Này tây này đông này, biển này biển vào ngoài này nè. Thanh Hóa, từ Thanh Hóa từ Nghệ An đổ ra là dính hết luôn nha cả nhà. Cơn siêu bão luôn. Đó, ta sẽ săn tối nay cho cả nhà xem. Biết là tối nay nó ập vô mạnh chưa hay là đây nó mới chỉ là cái nó quét sơ qua thôi. Nè. 11 giờ 20 phút ngày mùng 5 tháng 9. 5 tháng 9 à. Chính thức là bão ập vô. Ngày hôm nay Lực Tàng đi quay là không thấy một tí gió nào là Lực Tàng nghi vấn có vấn đề gì rồi. Tưởng đâu nó không vô Thanh Hóa, ai ngờ nó bây giờ nó ập vô. Luôn rồi. Nóng kinh khủng cả nhà. Bây giờ mới thấy gió vốn mát. Có khả năng là nó sẽ ngày mai nó vô mới mạnh. Chứ tối nay là nó mới quét qua thôi nha cả nhà. Không biết là ngoài Bắc trên mạng đi qua Thanh Hóa đến Ninh Bình rồi đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội ngoài đó nó như thế nào cả nhà. Thanh Hóa mà nó đã như vậy rồi đây. Quá khủng khiếp. Nói chung là tự nhiên thấy một cái bầu trời nó không có lấy một cái động tĩnh gì để gió hết mà nó nóng lên đến 40 độ. Phải nói đến khủng khiếp ngày hôm nay. Nó cúp điện kiểu này chắc nó cúp luôn đó thờ ơi. Giờ là nó dịu lại rồi cả nhà, để tí nữa có cái chương trình thì quay tiếp cho cả nhà nha. Bây giờ là có lác đác mưa rồi nha cả nhà. Mưa lác đác rồi đó. Ui giờ nó làm thấy sợ luôn cả nhà. Chớp nhoáng sấm sét lúc nãy ở ngoài kia giờ nó vô đến đây rồi nè. Nó vô đến tận cái khu vực nhà mình ở trên đỉnh đầu rồi nè. Công nhận là thợ điện nó cũng hay, hay là nó gió nó thổi mà nó cúp được hay vậy ta. Cúp điện rồi. Đó, thấy kinh khủng chưa? Bắt đầu mưa, có mưa rồi. Ghê quá. Ui chà. Mưa rồi đó cả nhà. À, cơn bão này dự kiến là mạnh giật cấp 17 nha cả nhà. Siêu bão trong vòng 10 năm nay là mạnh nhất. Cơn bão này giật mà lên đến cấp 17 luôn rồi.
Đấy, cả nhà thấy nó chớp nhoáng không? Và cảnh báo là tất cả những cái khu vực ngoạn phía Bắc là lên phương án và không được ra khỏi nhà nha cả nhà. Không? Mưa cảm gió. Mưa xuống thì mát nhưng mà ớn cơn bão này quá. Tội nghiệp cho thằng em đám cưới của nó mà kiểu này là không ổn rồi cả nhà ơi. Lúa ngoài đồng thì chưa gặt hết, chạy bão mà biết bão vô mà gặt mà chưa, nó chưa chín nữa cả nhà. Bây giờ là gió kiểu này là mai ra là nó thổi cho là lấp hết hết ruộng, hết đường luôn. Đổ hết lúa luôn. Ở đây mà như vậy rồi thì ngoài Hải Phòng với Quảng Ninh còn ghê gớm nữa. Gió mạnh rồi đó. Đây là phía sau nhà này, đứng đây quay này. Chớp nhoáng cỡ đó đó cả nhà. Mới dạo đầu thôi, mai vô như thế nào cả nhà mới nắm bắt được nha. Tối quá quay không có rõ được, mai phải chiến đấu với cả quay cho cả nhà xem bão. Thực tàng đây là ở nơi Nông Cống, Thanh Hóa nha cả nhà, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30 cây. Đây là thành phố Thanh Hóa 30 cây à? Cách Ninh Bình khoảng 100 cây, cách Hà Nội 170 cây. Hai trăm cây á. Tối nay là bão đang cách đất liền khoảng hơn 400 km nha cả nhà, mà nó ảnh hưởng hoàn lưu vô đây rồi đó. Cơn bão cái gì Iagi à? Siêu bão Iagi. Ra đúng dịp này coi bão cho cả nhà là đúng bài đúng bản à. Đúng thời điểm. Tối nay không có điện ngủ làm sao đây. Chị thôi rồi. Chạy chứ đâu mà sân nắng đó. Không cần điện thì giờ nó cũng mát rồi. Ngày nay nó nóng mà giờ nó mát rồi đó cả nhà. Giờ ngủ được rồi. Nhưng mà để coi bão nó đến lúc nào được tàng quay cho cả nhà tiếp lúc đó. Thấy không? Gió giật từng cơn nữa, giờ lại hết rồi đó. Bắt đầu là chấm chớp rồi từ từ nó lại vô lại cả nhà. Khủng khiếp nữa rồi cả nhà. Nó lại làm một cái rầm một cái nữa rồi. Nè. Bắt đầu đó, nó lại quét, càn quét lại rồi cả nhà. Nó cứ lâu lâu là khoảng 5-10 phút là nó càn quét một lần. 5-10 phút rồi nó càn quét một lần nữa. Tối nay là coi như là không ngủ rồi, ngày mai cũng không ngủ bù được nữa nha cả nhà. Trời ơi, nó cứ sấm chớp kiểu này thì chích thịt rồi. Mày rào cái này lại nè, để cho gió nó thổi vào đây cho nó mát. Tí nữa coi có cây dừa, cây chuối nào đổ không ra quay cho cả nhà. Ui trời, nó đỏ vô. Đấy. Dẹp cái này lại nó có nó đập cửa, nó đập một phát rồi bể cửa luôn. Gió nó đang thổi ngứt cây cầu ngoài đó cả nhà. Hơi tối cả nhà thông cảm nha. Thì trước đó là đang về đây là chủ yếu là quay đàn quê, đang trong cái mùa gặt rồi cũng như là cái quay vlog chơi thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nhân dịp là cơn bão số 3 này vô thì lực đang sẽ làm clip luôn cho cả nhà để cả nhà nó bắt luôn là cái tình hình bão bùng nó ngoài quê nó mạnh như thế nào và nó nguy hiểm như thế nào nha cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ Lực Tàng, nhấn like, chia sẻ. Thì chắc có lẽ rằng clip này thì Lực Tàng chỉ tạm thời là nó cũng dài rồi. Đó. Hey, gió bộ được giật mình rồi cả nhà.
nên là trong clip tiếp theo Lực Tàng sẽ quay tiếp tục trận bão này. Và ngày mai liệu chừng đám cưới đám sinh thì cúp điện rồi mưa gió nó vô nên ai rồi không biết như thế nào, thì luôn tiện quay luôn cho cả nhà nhé. Bây giờ là cả nhà nhấn like chia sẻ clip này để Lực Tàng tiếp tục hành trình ở ngoài đây để săn cơn bão nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều nha. Trong clip tiếp theo Lực Tàng sẽ quay chi tiết, tối nay Lực Tàng sẽ không ngủ để quay cho cả nhà nha.